Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cung chúc Tân Xuân năm 2020 trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Thưa quý vị, người xưa có câu hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nhằm nói đến sự quan trọng của nguồn nhân lực nhân tài đối với sự hưng thịnh của một quốc gia. Và chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất đặc biệt với Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam. Xin cảm ơn Trung tướng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, các nhà kinh tế khoa học có chỉ ra rằng một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững phải dựa trên ba trục cơ bản, đó là áp dụng khoa học công nghệ mới, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó thì phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Vậy thì Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ có thể nói đôi điều về cái mục đích hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển Nhân tài Việt Nam như thế nào? Viện Chiến lược Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động theo cái luật khoa học công nghệ và chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Viện có các cái chức năng là nghiên cứu, đào tạo, tổ chức các dịch vụ khoa học, các sự kiện truyền thông liên quan đến cái lĩnh vực về phát triển nguồn nhân lực nhân tài. Thế thì cụ thể như là viện cần phải nghiên cứu, khảo sát các cái đặc tính dân tộc của các cái vùng miền, lứa tuổi, giới tính, vân vân, thế để mà đề ra được cái mục tiêu rồi là cái phương pháp đào tạo như thế nào để cho nó phù hợp với từng cái đối tượng. Về cái đào tạo thì cũng là đào tạo nhiều các cái đối tượng khác nhau. Thế rồi về viện còn có cái chức năng là tham mưu đề xuất các vấn đề về chính sách đối với Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam và làm cơ sở cũng là đề xuất với Đảng Chính phủ về các vấn đề về chính sách đào tạo của nguồn nhân lực cũng như là phát hiện bồi dưỡng trọng dụng các cái nhân tài của đất nước để phục vụ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài ra thì viện cũng còn có các cái nhiệm vụ là liên kết tập hợp các cái nhà khoa học, các nhà quản lý của người Việt Nam làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, cũng như là các cái chuyên gia của nước ngoài để có cái tập hợp được các cái kinh nghiệm rồi là các cái phương pháp nghiên cứu đào tạo thế nào để phục vụ cho tốt nhất cho cái phát triển kinh tế của đất nước. Tổ chức nghiên cứu các cái đề tài, các cái đề án khoa học tất nhiên là cũng liên quan đến cái vấn đề phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng đối với nhân tài để phục vụ cho các cái hoạt động của xã hội mà để góp phần phát triển kinh tế của đất nước này. Đó là những vai trò mục đích của Viện Chiến lược Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam. Vậy thì trong thời gian qua thì viện của mình đã có những hoạt động cụ thể như thế nào ạ? Khi viện của chúng tôi thì thành lập ngày 23 tháng 9 năm 2016. Thì ngay sau khi thành lập thì chúng tôi bắt tay vào cái việc củng cố các cái hệ thống tổ chức của nó. Viện thì có cái viện trưởng và 3 phó viện trưởng, các cơ quan chức năng và có 3 cái trung tâm. Ba trung tâm của tôi thì là cái Trung tâm Phát triển Tài năng Điện ảnh Truyền hình và Văn hóa Nghệ thuật. Đấy, cái trung tâm này thì có cái nhiệm vụ là cũng là nghiên cứu, cũng là đào tạo và sản xuất các cái chương trình. Đào tạo thì có thể đào tạo là diễn viên, ca sĩ, những người dẫn chương trình, nhiều các cái đối tượng khác nhau. Và sản xuất được ra các cái chương trình, các cái phim lâu dài thì mình tính đến là phim truyện. Trung tâm thứ hai á, là Trung tâm Văn hóa Môi sinh. Cái trung tâm này cũng có nhiệm vụ nghiên cứu đào tạo và tổ chức các cái sự kiện có liên quan đến cái việc mà phòng ngừa cái thảm họa môi trường cũng như là khắc phục các cái thảm họa môi trường để góp phần nâng cái chất lượng của cái môi trường sống cho người dân. Thế còn cái trung tâm thứ ba là trung tâm truyền thông truyền hình. Cái trung tâm này cũng rất là quan trọng và nó có nhiều cái chức năng, trong đó là có cái tổ chức các cái sự kiện để mà tôn vinh
các cái gương, các cái nhân tài đấy của đất nước. Thế rồi là làm các cái nhiệm vụ như là truyền thông, truyền hình, thông tin báo chí, tổ chức các sự kiện. Thế rồi là phối hợp với các cái chương trình truyền hình để làm ra các cái chương trình để tuyên truyền về cái hoạt động của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam, là cái cơ quan cấp trên của cái viện, và các cái thực hiện các cái tuyên truyền về cái viện của mình nữa. Cái trung tâm này cũng còn có cái chức năng nữa là tổ chức các cái tọa đàm khoa học, các cái hội thảo về các cái chủ đề mà có liên quan đến cái chức năng nhiệm vụ của Trung ương Hội và của viện. Được. Của viện chiến lược phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam. Trong 3 năm qua thì viện của chúng tôi, tức là mà cụ thể là cái 3 trung tâm này đã thực hiện được khá tốt những cái chức năng, cái nhiệm vụ của mình. Tổ chức được, đào tạo được một số lớp diễn viên, ca sĩ, những cái đối tượng mà chúng tôi đào tạo đấy. Thế và sản xuất được hàng chục cái bộ phim, như bộ phim phim hài, phim có tính chất giải trí. Thế thì cũng tất nhiên là cũng tuyên truyền phục vụ liên quan đến cái chuyện mà phát triển nguồn nhân lực nhân tài. Cuối cái năm vừa rồi, năm 2019 ấy, thì 3 trung tâm này đã xây dựng được các cái chương trình, các kế hoạch của năm 2020 để thực hiện tốt cái chức năng, cái nhiệm vụ của mình. Và đầu năm nay, đầu năm 2020 này thì đã có cái ký kết với truyền hình thực tế HDTV để cùng phối hợp với nhau tổ chức các cái chương trình truyền hình để truyền thông, rồi là phản ánh được các vấn đề mà có liên quan đến thực hiện cái chức năng, cái nhiệm vụ của cả hai đơn vị với nhau. Thì đấy là chúng tôi cho là một cái hoạt động rất là tốt và rất là khởi sắc mà bước vào cái năm mới năm 2020 này. Có thể nói là bước sang năm 2020 thì tin chắc rằng là truyền hình thực tế HDTV Việt Nam sẽ đồng hành cùng với Viện Chiến lược Nhân lực Nhân tài Việt Nam để có thể kịp thời phát hiện, nêu gương để tuyên truyền đến toàn xã hội để biết được đến cái nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam. Qua đó thì cũng sẽ thúc đẩy được cái nền kinh tế phát triển hơn, đúng không ạ? Vậy thì ngoài cái chiến lược về cụ thể là về tuyên truyền như thế, thì trong năm 2020 thì viện của mình đã có những cái định hướng như thế nào nữa không ạ? Năm 2020 này và những năm tiếp theo ấy, là chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động của mình theo các cái chức năng đó, cũng là nghiên cứu, cũng là đào tạo, rồi là tổ chức các cái sự kiện, tổ chức thực hiện các cái dịch vụ khoa học, rồi truyền thông, cũng vẫn những cái chức năng nhiệm vụ như thế thôi, nhưng mà nó phải gắn sát với cái tình hình thực tế của năm 2020 bằng cách là rút được kinh nghiệm của cái hoạt động của những năm trước. Những cái gì mà làm tốt thì chúng tôi sẽ phát huy, thế còn những cái gì mà còn chưa tốt thì mình khắc phục. Đấy, thì chúng tôi rất là hy vọng là cái năm 2020 sẽ là cái năm mà chúng tôi sẽ thực hiện tốt các cái chức năng nhiệm vụ của mình. Dạ, vâng. Đặc biệt là thêm một chức năng nhiệm vụ, đó là kết nối, đúng không ạ? Kết nối những người nhân tài, nhân lực vào với Viện Chiến lược Nhân lực Nhân tài của Việt Nam, để làm sao chúng ta có thể có một cộng đồng rất là lớn mạnh, để làm sao xây dựng được cái nguồn nhân lực của Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Và nhân đây thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì Trung tướng, giáo sư, tiến sĩ có những cái lời chúc mừng như thế nào tới gia đình, bạn bè và các đối tác, hay cũng như là Viện Chiến lược Nhân tài Nhân lực của Việt Nam không ạ? Nhân dịp năm mới 2020, thay mặt cho cán bộ công nhân viên của Viện Chiến lược Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quý vị khán giả, đến các cái đối tác, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các văn nghệ sĩ, một năm mới thu được thật nhiều các cái kết quả tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cũng nhân dịp này cũng xin chúc cho cái sự phối hợp, kết hợp giữa Viện Chiến lược Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam của chúng tôi với truyền hình thực tế HDTV sẽ có cái sự phát triển ngày càng mạnh, cùng thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, sản xuất ra được nhiều cái chương trình mới hấp dẫn và có hiệu quả để phục vụ chúng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Chiến lược Nhân lực Nhân tài Việt Nam. Và xin chúc Viện trưởng sang năm mới sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe, và Viện của mình sẽ cùng với truyền hình thực tế HDTV Việt Nam sẽ có thêm thật nhiều chương trình hay, thật nhiều những chương trình thực tế để kết nối và nêu gương được rất là nhiều những cái tấm gương, và cũng như là sẽ tổ chức được rất là nhiều hội thảo để làm sao có thể phát triển được nguồn nhân lực của Việt Nam ngày một tốt hơn nữa. Xin chúc mừng sức khỏe và chúc Trung tướng sẽ có một năm mới và Viện của mình sẽ có thật nhiều thành công ạ. Xin cảm ơn. Chương trình Cung chúc Tân Xuân năm 2020 trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam hôm nay đến đây là khép lại. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.